Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh 2D Game HD. Mình là Son Kuta. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và Son cũng xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua cái đại dịch Covid-19 này nha các bạn. Thì các bạn ơi, hôm nay trong clip này thì Son sẽ chuẩn bị up level lên 118 nha các bạn. Thì bây giờ Son sẽ chạy hoài chiếc xe nữa thôi. Thì Son sẽ lên 118. Rất là vui luôn các bạn. Thì nói chung cái cảm giác up level á rất là vui các bạn. Ừ, các bạn trước khi vào up level các bạn, lên 118 thì chỉ có 12 thôi, 12 viên cương thôi vậy. Trước khi chạy xe thì Son xin ý kiến của tất cả các bạn nha. Các bạn thấy Son chỉnh cái màn hình như thế này á, cái màn ảnh như thế này, cái màn ảnh rộng như thế này, các bạn thấy có dễ xem hơn hay là cái màn ảnh như lúc trước các bạn? Thì các bạn hãy cho Son ý kiến đi, để biết Son biết Son sửa lại, chỉnh lại để cho vừa lòng vừa cái mắt của bạn, để phục vụ các bạn nó trải nghiệm nó tốt hơn nha. Thì các bạn hy vọng các bạn hãy cho Son một cái ý kiến là cái màn ảnh như thế này thì là nó hợp với các bạn, hay là cái màn ảnh như lúc trước, màn ảnh lớn như lúc trước. Thì cái màn ảnh lúc trước là màn ảnh to các bạn, còn màn ảnh hiện tại là cái màn ảnh rộng, nó rộng nó dài ra, còn lúc trước thì nó cao, còn màn ảnh bây giờ thì nó rộng ra. Thì không biết là các bạn sẽ thích cái màn ảnh rộng hay là màn ảnh như thế này. Thì hy vọng các bạn để lại một bình luận bên dưới để Son biết, Son chỉnh lại cho cái trải nghiệm của bạn nó tốt hơn nha. Thì cái màn ảnh như thế này á thì nó nhỏ và nó dễ nhìn, là cái farm của bạn là có cái farm bạn có nhìn rất là rộng nè, còn màn ảnh kia thì nó sẽ zoom cái farm bạn gần lại, chẳng hạn như màn ảnh kia là nó như thế này các bạn, nó thì nó sẽ gần như thế này rồi, còn cái màn ảnh như thế này thì nó sẽ cao như thế này, nó cao lên rất là cao các bạn thấy không đó. Các bạn nhìn những cái vật phẩm thì nó sẽ nhỏ lại đó, và hy vọng các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho Son để Son chỉnh lại cho nó hợp với các bạn nha. Rồi bây giờ Son sẽ cào bắp, Son chạy xe để up level 118 nha các bạn. Rồi, một chuyến là Son được 889.497 điểm kinh nghiệm rồi, nhưng mà cái mốc của nó là 894.000 là sẽ lên được 118 nha các bạn. Chỉ còn có 5.000 nữa thôi, 5.000 nữa Son sẽ up level. Thì hồi sáng nó chạy xe để dành, không có dám chạy nữa các bạn, chạy là sợ hút level. Các bạn thấy cái bánh đu nút này của Son không, rất là nhiều không, từ lúc mà Son mở full 9 ô á, bây giờ Son sản xuất cực kỳ là nhiều luôn bạn, bánh nào cũng nhiều hết. Công nhận cái 9 ô nó lợi hại là cái điểm đó các bạn, bạn tốn kim cương nhưng mà nó cho bạn lại bánh cực kỳ là nhiều đó. Cho nên bây giờ cái bánh đu nút marker của Son này Son không có sợ nữa bạn. Cái máy nè, lúc trước là Son đau đầu với cái máy đu nút marker này nè đó, các bạn thấy không đó, bây giờ Son không có sợ nữa các bạn, biết tại sao Son sản xuất cực kỳ là nhiều luôn không. Bây giờ chỉ bây giờ Son sẽ đầu tư sản xuất cái chai siro để Son sản xuất cái máy lúc cái bánh lúc nãy nha các bạn. Rồi tiếp tục, rồi còn có 4.000 nữa thôi các bạn ơi, 3.000 nữa còn 3.001 nữa, chiếc xe tải nó chạy vòng ở hướng này rồi nó phải vòng qua đây các bạn. 2D nó không cho mình xem cái cầu ở mấy đây hết các bạn, ngay đây có một cái cầu nè mà nó không cho mình xem cái cầu, chắc cỡ cầu Mỹ Thuận đó các bạn, tại vì chiếc thuyền ở đây rất là bự, rất là lớn, mà cái cầu bạn thấy không, như thế này thấy nó ảo quá, nó không cho mình xem cái cầu đó. Rồi chạy những cái điểm kinh nghiệm cao trước, rồi còn 2.000 nữa các bạn ơi còn 2.000 nữa thôi thì cảm giác rất là hồi hộp đây các bạn chuẩn bị up level 118 các bạn, chuẩn bị up rồi các bạn ơi. Đó nó chạy nè, rồi mấy cái điểm kinh nghiệm cuối đó, nó lên nhanh lắm các bạn đó. 2.000 nữa, 2.000 nữa đây, chắc cái này là lên luôn các bạn ơi, chắc chuyến này là chuyến cuối cùng, cuối cùng trong cuộc đời, trong cái cấp level 117 nữa các bạn. Một hồi Son sẽ đi thị phạm cho các bạn xem cái farm của Son mới chỉnh lại nha, nói chung chưa có hoàn chỉnh mà Son sẽ giới thiệu trước. Chưa nữa các bạn ơi, còn có 2 điểm kinh nghiệm đó thôi các bạn, còn đúng 2 điểm kinh nghiệm nó lên cấp
Đó. Rồi nè, chiến này là chiến cuối cùng luôn các bạn. Rồi, chạy. Rồi, con nó đi hướng nào? Rồi. Rồi, đây một chỉ cần một cú lít chuột thôi là lên cấp các bạn. Một cú lít chuột thôi là sẽ lên 118. Wow, chúc mừng. Giờ bạn đã là nông dân cấp 118. Bạn sẽ nhận được 12 viên kim cương. Công nhận cảm giác thật là do mod các bạn ơi. Rồi, thì các bạn hãy chúc mừng xong đi. Xong rất là vui luôn. Công cực cả tháng trời lên được một cấp rồi. Được 12 viên kim cương các bạn. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem son gây lên 119 sẽ được chắc được 12 viên cương và một mảnh đất nha các bạn. Đó. Được 12 viên kim cương và tiếp tục mua một cái mảnh đất nữa. Mở khóa một mảnh đất nữa các bạn. Đó. Rồi, thì son đã lên level rồi các bạn. Bây giờ á thì các bạn sẽ cùng son đi vào chiêm ngưỡng cũng như là góp ý một cái farm của Son, Son mới một cái farm, một cái sơ đồ mà Son mới làm mấy ngày nay, làm nhức mắt luôn bạn, làm mà mắt nhất luôn á, nhức con mắt luôn. Nói chung mà tập trung cao độ, thứ nhất là tập trung cái ý tưởng nè, thứ hai là con mắt mình cứ chăm vào đó. Đó, rồi. Đó, thì các bạn hãy cho Son một cái bình luận, một cái góp ý thật chân thật nha. Đừng, nói chung á là xấu thì bình luận xấu, còn đẹp thì bình luận đẹp các bạn. Các bạn để góp ý để cho Son hoàn chỉnh lại cái farm của Son nha. Đó. Rồi, thì hiện tại á, ở đây là cái khu dã ngoại của Son nha các bạn, khu business là ở đây là rất là nhiều vụ business nè. Đó. Ha. Đó. Khu dã ngoại nè, đó có ghế ngồi, có xe quét ba đâu nè, rồi có cái tống nè, có người đánh tống nè các bạn. Thì cái tượng nữ thần này hiện tại Son chưa biết đặt đâu, nên tạm thời đặt ở đây chứ không phải nằm đây nha. Rồi. Có ghế ngồi, hai cái ghế ngồi nữa, có bóng bóng và một cái cây tuyệt vời đó. Ha. Đó. Thì hai bên đây nó tương tự nhau, tương đồng nhau, hai bên đó, hai bên tương đồng, các bạn thấy không? Đó, có ghế ngồi thì cắm trại dã ngoại đó bạn, ăn ăn tiệc nè, ăn bánh kem nè, thì có bàn bàn buffet nè, đây để xong dơm lại cho các bạn xem nha. Đó. Đó, thấy không? Đó, ăn uống ngồi đây cũng như là một đại gia đình. Một đại gia đình đi business. Đây là cái chòi nữa các bạn. Đó. Ha, rồi. Đó. Có những cái lo hát nhạc đâu nè, đó, thấy không? Có cái lo hát nhạc đó, cái đàn nữa các bạn. Đó. Đây có hồ bơi các bạn. Đó, cái ở trong đây có cái nhà nè. Mình bơi xong nó nắng quá mình vô nhà này mình trú các bạn, thấy không? Ở đây có cây đó, cái cây đánh cái này gọi là đánh gì ta? Rồi chơi bóng 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 gỗ các bạn, đó ha, chơi bóng gỗ ha, đó. Đó, rồi, ở đây mới đặc biệt một điều rất đặc biệt các bạn, nó hơi logic xíu nha. Đó. Bữa Son ship nó không logic thì Son mới dời nó từ đây qua xuống tới đây. Đó, dời rộng ra và ta làm những cái đường đi, nó làm những đường đi ở như ở trong phim mà các bạn có coi phim kiếm hiệp mà phim cái thời Son hồi đó biết sân ghiền phim gì không? Phim của Kim Dung các bạn, mà phim thời của Quách Tĩnh và Hoàng Dung á, cái lúc mà vào gần đi vợ đi vào nhà của cô gì mà cái gì cô ta anh cô, rồi có những cái cọc gỗ nó lòi lòi lên đó các bạn, mà đi lên nếu đi chặt cái cọc gỗ nào nó lún xuống á thì bị cạm bẫy á, các bạn nhớ không? Thì từ cái ý tưởng đó nha, nếu các bạn nào có coi phim mà Hoàng Dung Quách Tĩnh là anh hùng Sa Điêu hay là gì ta, anh hùng Sa Điêu hay là hình như anh hùng Sa Điêu đúng không các bạn? Thì đó, thì cái đây là cái ý tưởng Son nhớ lại Son coi phim Quách Tĩnh mà Son bị nghiện đến nỗi mà Son tưởng tượng ra là những cái cọc gỗ mà lúc đi qua cái nhà anh cô các bạn ha, đi qua nhà anh cô xong có những cọc gỗ đi lên mà ai đi lộn cái cọc gỗ cái là sẽ bị cơ quan nó chẳng hạn như đi lộn cọc gỗ thì có cơ quan nó sẽ phóng phi tiêu rồi là mình chết đó. Thì Son tưởng tượng ra đây có những cọc gỗ đó là cái ý tưởng từ đó nha. Đó, không bước qua đó, đó đi qua đây thì có một cái cầu nè, rồi xong ha, nó cũng nói chung là nó hợp lý đúng không, nó không có phi lý là không có đường đi đúng không bạn, thấy không?
Rồi thì đi vòng qua đây nó bên đây là khu sản xuất và chăn nuôi đó. Khu sản xuất cũng nghe là máy móc và xong để bên đây đó, rồi mấy con bét xong để đây luôn đó. Rồi thì các bạn thấy như thế nào, có nghĩa là mình đi picnic xong hay không, ăn uống xong thì mình phải đi cho mấy con bé ăn và mình đi sản xuất bánh, thì đi từ bên đây qua bên đây, và không phải ai cũng đi được tại vì đây có cơ quan nha, cơ quan cho nên chỉ có Son thì mới đi được qua đây thôi, tại vì Son biết công thức đi đó, đi vòng qua nó và có chỉ Son đó, đi tới chỉ Son đây bạn. Đây ở đây có một cái chiếc thuyền và có một ông già câu cá, các bạn thấy không, đó thấy không. Rồi thì đi vòng qua đây các bạn, vòng qua đó. Rồi ở đây là những cái máy sản xuất. Cái ô này ít bữa là Son sẽ khóa banh đó, đó còn 3 ô nữa thôi thì tạm thời, ủa 4 ô nữa thì tạm thời Son sẽ chuẩn bị mở 2 ô này đó, các bạn thấy không, 2 ô này Son sắp mở được rồi đó, khóa banh 4 ô này nữa là cái farm của Son là hoàn chỉnh. Thì tạm thời khúc này chưa có đẹp nha, khúc này Son chưa có ship để tạm thôi, để khóa banh 4 ô đất này nữa là Son sẽ tiếp tục hoàn chỉnh cái farm của Son lại đó. Rồi thì đến đây thì là mấy đây là máy sản xuất đó, rồi mé bên đây là bét đó, mé bên đây là mấy con bét mình nè, mấy con ngựa đó bạn đó, mình cho nó ăn. Ở đây có cái hầm xí nè các bạn, cái này là cái hầm xí nha, cái toilet đó đó, cái này là cái toilet đó các bạn, cái WC á, vết khăm á. Rồi khi rồi vòng qua mé đi xuống tới đây nữa là cái khu làm vàng á các bạn. Khu này khu làm vàng có Son nha đó. Rồi xuống đây một đoạn nữa thì là cái kho, đây là cái kho của Son, và vòng vòng đây máy sản xuất. Rồi qua bên đây nữa nè, nó khu bên đây là khu trồng trọt và chăn nuôi các bạn, khu bên đây là khu trồng trọt và chăn nuôi nha đó. Và Son để lưu tắc tơ bên đây, cái máy cài ở bên đây đó. Ha, rồi trồng trọt và chăn nuôi đó. Các bạn thấy Son để màu mè như vậy bắt mắt không các bạn? Nãy giờ có cái có chỗ nào mà nó chưa, nói chung là nó chưa hợp ý, nó chưa có bắt mắt thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho Son biết nha, khu nào không được á thì đó ha. Ở đây thì có chữ 2D nè, và ở đây thì để bảo vệ những con ngọc trai thì Son sẽ để những cái cây ăn thịt xung quanh để bảo vệ những con ngọc trai và những cái viên tuyết này nè đó, các bạn không. Rồi đây là những cái hàng rào này mua rất là rẻ các bạn, đây hàng rào này rất hàng rào chuồng bò, cái này gọi là hàng rào chuồng bò nữa các bạn, rất là rẻ tại vì kinh tế và kim cương sắp hết rồi, không có còn nữa để không còn để mà trang trí ở ngoài đây kim cương, cho nên tạm thời lấy cái hàng rào của chuồng bò. Cái này hàng rào của chuồng bò các bạn, đây nè các bạn thấy cái chuồng bò không, nó đây hàng rào của chuồng bò nè đó, thấy không, y chang cái chuồng bò nè, để Son hạ xuống cho bạn xem nha đó, còn thấy cái chuồng bò nữa không đó, rồi nhìn qua đây ha, y chang, cho nên gọi là hàng rào chuồng bò, và Son sẽ thị hoại cho các bạn xem nha. Đây nó có tên hàng rào chuồng bò luôn các bạn, trong nó thật chứ không phải hàng rào chuồng bò đó không, còn với hàng rào chuồng gà nè đó ha, chứ không phải Son chế đâu nha. Qua hên quá được 3 tờ, đây là hàng rào chuồng bò đó, tại vì kinh tế hết rồi bạn, kim cương hết rồi, cho nên lấy cái hàng rào chuồng bò ra là gạo luôn. Đáng lẽ là mình phải gào bằng kim cương, mà gào kim cương là ở trên đây rồi, Son làm hết trên đây rồi. Rồi xung quanh ở cái ghìa thì Son sẽ trang trí thêm màu mè là những cái cánh cửa, mà hôm bữa Son hỏi cái bạn kia bạn đăng ký kiểu cánh cửa này gọi là gì, là cảnh nhân cung của bạn kia bữa làm á, thì Son sẽ lấy này Son trang trí, và tạm thời chưa có xong, còn một đoạn đây nữa đó, đoạn đây nữa thì hết dù rồi, tạm thời hết dù, Son sẽ lấy một mớ dù bên đây qua để Son làm cho nó xuống tới bên đây luôn các bạn, và hy vọng nó đủ nha, hy vọng nó đủ. Rồi thì các bạn thấy cái khung cảnh của cái farm Son sao, có sang chảnh sáng đẹp hay là nhìn nó xấu quắc hay là nhìn hơi gớm các bạn, thì hy vọng các bạn hãy cho Son một bình luận để Son biết nha. Còn các bạn mà không cho bình luận thì Son cứ để nó đây hoài, thì các bạn sẽ nhìn Son làm clip và các bạn sẽ nhìn hoài với cái khung cảnh này luôn. Hy vọng các bạn hãy bình luận, để là bình luận bên dưới để cho Son biết đó, nha. Hình như cái khu ngay cái hồ bơi này thấy nó không hay đúng không các bạn? Các bạn hãy
chỗ này hay không các bạn? Thấy nó sao sao đúng không? Sao tính đến đổi cái cây màu đỏ này thành cây màu vàng nè, không biết có được không nữa, chưa có đổi. Rồi cái khu ở chỗ này á thì các bạn thấy sao, nó có hợp lý không các bạn? Thấy có ổn không các bạn? Ý tưởng đây là từ phim Kim Dung ra nha các bạn. Từ phim Anh Hùng Xạ Điêu. Anh Hùng Xạ Điêu các bạn, chứ không phải Thần Điêu Đại Hiệp. Thần Điêu Đại Hiệp là vui quá. Anh Hùng Xạ Điêu đó là những cái cọc gỗ mà qua nhà anh Cơ quá đó, là Sơn tưởng tượng ra. Sơn tưởng tượng ra nè các bạn. Đó, đó. Đó, cũng có đường đi qua đây chứ bộ. Nếu mà không có đường đi qua đây thì mình đâu có đường vô đúng không các bạn? Đó, đây Sơn làm mình đâu có đường vô đâu. Bích lại hết rồi. Đường vô duy nhất trong Phan của Sơn là đây cái đường chính. Đó, đường chính là vô đây rồi. Rồi vô đây rồi bạn mới đi xuyên được tùm lum hết nha. Đó, đi xuyên được hết ha. Rồi, thì hy vọng các bạn hãy góp ý cho Sơn để Sơn chỉnh sửa lại cho nó hoàn chỉnh hơn nha. Cho farm Sơn nó hoàn chỉnh hơn để các bạn xem, để các bạn có một cái cảm giác là tối ưu hóa mắt của mình, tầm nhìn của mình, chứ để thôi nó xấu quá làm ảnh hưởng đến cái nhìn của các bạn. Rồi thì rồi các bạn ơi, nếu các bạn yêu quý Sơn thì các bạn hãy cho Sơn một like và một bình luận, một bình luận góp ý, và nhớ là các bạn hãy cho Sơn một cái sự góp ý về cái video nha bạn. Cái khung ảnh lúc trước và khung ảnh hiện tại, nếu các bạn thấy khung ảnh hiện tại không quá thích hợp thì Sơn sẽ chỉnh lại, còn nếu bạn thấy khung ảnh hiện tại là ok thì Sơn sẽ để như vậy và Sơn sẽ tiếp tục làm clip với cái khung ảnh này để phục vụ tất cả các bạn nha. Rồi thì các bạn nào chưa đăng ký kênh thì cũng đăng ký kênh để ủng hộ Sơn, cũng như là bấm cái chuông kế bên luôn để khi nào Sơn đăng clip lên thì nó sẽ thông báo đến các bạn, thì các bạn sẽ vào xem để cập nhật các thông tin hay ghê hàng ngày, cũng như là các mẹo chơi game hay đê. Rồi thì đến đây cùng Sơn cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Mãi yêu các bạn.